Các chàng có bao giờ tự hỏi tại sao bạn gái lại thích chọc phá mình đến như vậy không? Đơn giản đó chỉ là các nàng đang cố gắng gây sự chú ý và thể hiện sự quan tâm đến bạn mà thôi, vì đơn giản quá yêu bạn rất nhiều.